Hôm nay giới thiệu với anh em bộ dụng cụ để tháo lắp van này và sửa chữa tháo lắp ti van nè, chân van nè và sửa chữa van van xe nha anh em. Đây là cây, cây này là cây để mình tháo lắp này, tháo lắp cái van này. Đây nó có ren dặn nha anh em. Nguyên một bộ nó 3 cây á, là mình sẽ bán nó 89.000 anh nha, anh em nha. Đây là cây là tháo lắp van này, còn đây là cây tháo lắp cái ti của van này, còn đây là cây đa năng dùng tháo lắp rồi ti van được, chân van đều được anh em nha. Nguyên một bộ nó 3 cây, giá mình bán là 89.000 bộ. Anh em mua lẻ cây này cũng được, hoặc là mua cây này cũng được, mình có bán lẻ nha. Cây này mình bán lẻ là 10.000 một cây, còn cây này mình bán, nếu mà anh em mua lẻ cây này thì mình bán là 69.000 một cây này anh em nha.